Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 2, 2020. Trên với bản tin hoạt tình đốn tối nay là phỏng vấn tìm hiểu về bầu cử 2020 và nhạc lá bồ đề. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình bầu cử 2020 do Võ Thành Nhân và ông Đỗ Quang Tỏa thực hiện. Kính chào chúng ta là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là ngày 30 tháng Giêng năm 2020. À, chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt để tìm hiểu về vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ đặc biệt năm 2020 một cuộc bầu cử rất là quan trọng và chương trình được chia làm hai phần à, phần đầu à, chúng tôi sẽ cùng ông Đỗ Văn Tỏa tìm hiểu về một số vấn đề có liên quan tới vấn đề làm thế nào để, để trở thành một tổng thống và thủ tục đề cử của hai đảng dân chủ và cộng hòa như thế nào à, trong cái tiến trình của nó và những cái mốc mà đáng ghi nhớ của cuộc bầu cử năm 2020 và lá phiếu của cử tri đoàn là gì đó là cái phần 1. Và trong phần 2 thì chúng tôi sẽ hỏi nhiều về các cái Iowa caucus, những cái caucus là như thế nào và tại sao chúng ta phải đặt vấn đề là chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phải biết những cái caucus đó. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết em xin được kính chào anh Đỗ Văn an Tỏ. Kính chào anh Nhân và cũng xin kính chào toàn thể quý vị của Đại SBTNDC à, nhân dịp hãy còn đầu năm. Tôi cũng xin kính chúc quý vị và toàn thể gia quyến được mọi sự an lành trong năm mới. Và đây là cái chương trình như anh Nhân đã nói là đặc biệt. Chúng tôi sẽ cố gắng vào cuối tháng, mỗi thứ sáu cuối tháng chúng tôi sẽ lên đây để thông tin cho quý vị về tất cả những chi tiết về ứng cử viên trong cuộc bầu cử ngày 20 20 20 này và nhất là chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu coi chúng ta có cả thầy là bao nhiêu người ứng cử viên trong tất cả các bầu cử từ địa phương cho tới tới trung ương mà là do người Mỹ gốc Việt. Vì đó là tôi nghĩ là có thể là một cái ưu tiên hàng đầu cộng đồng chúng ta nếu muốn tham gia trực tiếp vào cái tiến trình chính trị tại Hoa Kỳ. Và khi mà chúng ta nói làm thế nào để trở thành tổng thống của Hoa Kỳ đó thì cái câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà cái tính phức tạp của nó rất là là cao do đến nên anh Đỗ Văn Tổ có thể giải thích thêm cho em Dạ à, vâng à, làm thế nào để trở thành thứ nhất là ứng cử viên à, à, tổng thống của Hoa Kỳ thực sự trong hiến pháp Hoa Kỳ đó họ chỉ có đòi hỏi ba điều kiện điều kiện thứ nhất đó, là phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà là phải sanh đẻ ở một cái lãnh thổ Hoa Kỳ yeah. như là như anh nhân với chúng tôi là chúng ta naturalize đó thì là không không được tức là phải sanh ra đó là quốc tịch Hoa Kỳ và điều thứ gì đó là phải 35 tuổi Lúc mà nộp đơn là phải được 35 tuổi và điểm thứ ba nữa là là phải sinh sống tại Hoa Kỳ liên tục trong 14 năm do đó chúng ta thấy cái điều kiện rất là, là, là đơn giản và nó không có loại bỏ đàn bà hay là gốc thiểu số hay là bất cứ người nào À, tất cả người công dân Hoa Kỳ như là con cháu chúng ta mà sanh sanh tại Hoa Kỳ đó cái thế hệ thứ nhì đó thì là có thể đủ điều kiện 35 tuổi và chúng ta thấy có một ống ứng cử viên Đảng dân chủ nó có 38 tuổi thôi thì đó là đủ 35 tuổi và sống ở Hoa Kỳ 14 năm đó là đủ điều kiện để ra tranh cử. Nhưng mà trong cái tiến trình nó phải thuộc một đảng nào để mà được sự ủng hộ và được cái lá phiếu để mà vận động cho mình dạ thưa vâng cái đó là cái cái vấn đề mà mà là bắt đầu là chúng ta ghi tên uh, tranh cử đó là không không có khó tuy nhiên chúng ta sẽ bước vô uh, cái lãnh vực đó là đi vận động tranh cử thì đầu tiên hết á thường thường đó, là bất cứ ai muốn tranh cử tổng nhất là chức vụ tổng thống đó thì họ phải có một cái cái hội đồng họ đi ra họ nghiên cứu coi là cái cái ứng cử viên này có thể trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng nào hay không mà bây giờ chúng ta tóm gọn là nói đảng dân chủ và cộng hòa cho nó dễ thì đầu tiên hết á sau khi quyết định muốn ra tranh cử chúng ta phải bắt đầu là thứ thứ nhì là phải gây quỹ chúng ta phải có tiền yeah. và chúng khi mà chúng ta có tiền rồi đó thì chúng ta sẽ uh, tuyên bố là chúng ta sẽ thuộc đảng dân chủ hay là đảng cộng hòa và sau đó đó rồi mỗi một tiểu bang đó, nó có những cái điều luật riêng là anh muốn có tên trong cái lá phiếu mà bầu cử trong cái cái cuộc bầu cử vào vào tháng 11 đó yeah. thì anh phải có bao nhiêu chữ ký ủng hộ anh đó tùy tiểu bang chẳng hạn như tiểu bang và suy nha đó đòi hỏi anh muốn có tên trong tất cả các các các, các, các thùng phiếu ở tiểu bang Virginia anh phải có 10.000 phiếu, 10.000 chữ ký và trong đó đó là anh phải có một số chữ ký 400 hay 800 ở mỗi một cái địa điểm của cái đơn vị quốc hội bầu cử. Đó là cái, cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta đưa tên vô bầu cử, chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta lập ủy ban và sau đó, đó mấy hôm nay chúng ta một câu hỏi mà rất nhiều người nói đó, mấy nay thấy tại sao là đảng dân chủ quá nhiều người ra. Rồi cuối cùng ai sẽ quyết định là ứng cử viên của đảng dân chủ và đảng cộng hòa ngoài tổng thống Trump là đã, đã quyết định đã tái tranh cử, còn ai tranh cử với ông hay không thì do đó là chúng ta bước qua cái giai đoạn mà mấy này chúng ta nghe rất nhiều là cái primary tức là bầu sơ bộ và cái caucus tức là bầu nhóm bầu sơ bộ là tất cả mọi người đều được đi đến thùng phiếu bầu không cần biết là mình đảng dân chủ hay cộng hòa chúng ta có thể bầu sơ bộ cho đảng dân chủ hoặc bầu sơ bộ cho đảng cộng hòa mà không cần phải nói là chúng ta là đảng viên nhưng mà bầu caucus bầu nhóm đó thì chúng ta phải là đảng viên chúng ta phải ghi danh là 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 thì chúng ta mới được vô bầu nhóm kết có nghĩa là là anh thấy đó là một cái mốc quan trọng đó là bắt đầu đảng dân chủ đó cái 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 bầu sơ bộ và cái co kết bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 2 đầu tiên hết là cái February đó, là cái Iowa Caucus tức là mọi người thuộc đảng dân chủ đến nơi họ sẽ chia ra từng nhóm họ bầu cho ứng cử viên này bầu ứng cử viên kia rồi họ đi thuyết phục nhau trong cái cái cái, cái một cái hội trường rất là lớn và cuối cùng đó cái 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 Iowa Caucus đó, nó quan trọng là đa số đó trong lịch sử đó là muốn trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng là phải thắng cái Iowa Thấy không? thì có ba cái đó, là chúng ta nghe rất nhiều là Iowa rồi sau đó là New, New Hampshire, Hampshire và sau đó là South, South Carolina. Carolina. Yeah. Rồi sau đó đó, chúng ta sẽ có một cái ngày kêu là Super Tuesday, tức là khoảng chừng mười mấy tiểu bang đều bầu đều có cái primary hoặc caucus trong cái ngày đó. Trong một ngày. Và yeah. vật này là chúng ta cũng sẽ có ngày đó đó là vào ngày tháng 3, đầu tháng 3 là chúng ta có ngày Super Tuesday thì sau cái ngày này đó thì chúng ta sẽ có ý niệm là ai sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ tại vì thực sự đảng cộng hòa thì chúng ta cũng thấy rõ là tổng thống Trump sẽ đương nhiên trở thành ứng cử viên mặc dù hiện tại đó là có bốn người khác muốn ra tranh cử với tổng thống Trump nhưng mà điều đó là nhìn về số tiền đó thì đã cho đến tuần vừa rồi tổng thống Trump đã rơi được hơn 160 mấy triệu còn cái người đứng thứ nhì đảng cộng hòa đó rơi được có 3 4 triệu thì đến giờ phút này thì nếu mà chỉ có rệ 3 4 triệu thì cũng hơi khó để trở thành ứng cử viên tổng thống. Đó là đó là những cái tiến trình mà sơ sơ và sau cùng hết đó là chúng ta thực sự biết ai là ứng cử viên thì chúng ta phải chờ đến cái đại hội đảng. Đại hội đảng dân chủ năm nay đó sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7, 10 13 tháng 7 và sẽ ở tại Wisconsin, Milwaukee Wisconsin yeah. trong 3 ngày 13 14, tôi không nhớ rõ 13 14 15 hay gì đó hay là thì là đó là Đảng dân chủ Đảng Cộng hòa đó thì cái luật đó là đảng nào cầm quyền đó thì cái đại hội đảng nó phải sau cái đảng kia từ yeah. từ Đảng Cộng hòa đó sẽ tổ chức uh, tại um, North Carolina vào tháng, tháng, tháng ra Charlotte, yeah. vào tháng 8 August 14 hay gì đó yeah. đó là cái đại hội đảng thì trong cái đại hội đảng này đó như Đảng dân chủ đó thì có có khoảng hơn 4.000 kêu là delegate delegate là cái người đã được lựa chọn trong các cái Để đi về đại hội đảng đi đại hội đảng ở cấp tiểu bang và họ đến cái cấp liên bang yeah. thì khoảng hơn 4.000 cái delegate mà muốn thắng đó là phải có 2.000 hơn 2.000 cái người đó họ bầu cho mình thì mình sẽ trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa là sau ngày uh, cuối tháng tháng 8 mà chúng ta biết thì lúc đó sau đó thì chúng ta sẽ nghe tới các cuộc debate rồi gặp gỡ lẫn nhau thời kia đó nhưng mà đều cái thủ tục đầu tiên hết là phải có đủ điều kiện tranh cử tổng thống chúng ta phải có những ủy ban để ra tranh cử chúng ta phải có đại diện tại các tiểu bang nếu không chúng ta có thể là có tên thành thử chúng ta thấy là nhiều khi đi bầu đó mà à, có, có tiểu bang có tên ông đó mà có tiểu bang không có tên tại vì không đủ chữ ký thành yeah. thì không có tên thành thử đó là cái thủ tục uh, sơ khởi về cái vấn đề những cái mốc mà chúng ta cần nhớ tới tức là cái đại hội đảng của hai nơi đó là vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020. Dạ. Yeah. Và cuối cùng chúng ta còn một phút nữa thì anh tỏ có thể cho biết thêm là lát phiếu của cử tri đoàn là gì vậy? Dạ yeah, thưa, à, chúng ta thực sự đó là bầu cử tổng thống rồi chúng ta không có bầu trực tiếp. Chúng ta bầu tổng thống là chúng ta bầu phổ thông đó thì tại vì cái luật đó là hiện thời đó là cả thầy chúng ta có 538 cử tri đoàn. Tại sao có con số đó? Tại vì chúng ta có 435 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ cộng với 100 ông thượng nghị sĩ là 435 là 535 cộng với lại 3 cái cử tri đoàn của District of Columbia họ mặc dù họ không được bầu nhưng mà họ có 3 cử tri đoàn cộng lại là 538 người nào mà lấy được nhiều hơn đa số tức là 270 con số 270 rất là quan trọng đủ 270 cử tri đoàn là sẽ thắng cuộc bầu cử này. Và cử tri đoàn đó là sau khi chúng ta bầu cử, ngày bầu cử năm nay đó là ngày 3 tháng 11, thì là ngày 14 tháng 12 đó cử tri đoàn mới họp lại và thực sự chính thức bầu tổng thống. Thực sự tổng thống chính thức được bầu là vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Và sau đó là như anh Nhân đã biết là ngày 20 tháng Giêng là ngày mà tổng thống sẽ nhậm chức hoặc là ông Trump hoặc là một người nào khác thì đó là cử tri đoàn đó là ai là những người được bầu lên ở trong các đại hội đảng ở uh, cấp tiểu bang. Yeah. Đó là con số rất là quan trọng. Dạ yeah, xin được cảm ơn tòa. À kính thưa uh, bật quanh của uh, phần 1 của chương trình ngày hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ trở lại sau phần uh, thông cáo và quảng cáo. Quý vị có thể được khai thuế miễn phí. Các thiện nguyện viên đã được sở IRS chứng nhận và có thể giúp quý vị nhận được tiền đóng thuế được hoàn trả lại và giúp xác định quý vị có họ đủ điều kiện để nhận tiền phụ trợ liên bang. Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 56.000 đô la trong năm 2019, quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí này. Có nhiều địa điểm phục vụ dịch vụ này ở phía Bắc Virginia. Xin hãy xem thông tin, tìm địa chỉ khai thuế ở gần chỗ quý vị. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị hãy truy cập vào trang mạng www.nvacast.org.